Đó, bây giờ mình làm phần security nha. Tôi nói lại để cho mọi người nắm cho nó theo đúng cái vết của nó. Sau khi mình làm đăng ký, đăng nhập, đăng xuất hết trên cái này rồi, mình làm đầy đủ cái này rồi này, thì mình mới đi cái bước tiếp theo là bảo vệ những cái gì mà được cho là riêng tư. Đó. Ví dụ ở trong đây chúng ta có một loạt các cái chức năng đây. Thì đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu thì đương nhiên là chưa đăng nhập cũng có thể dùng được cái này. Nhưng mà bốn cái dưới này này, chưa đăng nhập thì không được phép sử dụng. Đó. Thì chúng ta làm hai mức, mức giao diện và cái mức dùng interceptor để chúng ta bảo vệ. Được chưa? Thì bây giờ tôi mong muốn này, khi mà chưa đăng nhập thì nó hiện ba cái trên này. Còn đăng nhập rồi nó hiện bốn cái dưới này. Thì chúng ta vô chúng ta làm một cái XL là xong thôi. Không. Mở cái menu ra. Chúng ta sẽ mở cái menu ra. Đây menu của chúng ta đây. Và chúng ta chỉ việc đưa cái XL vào đây thôi mọi người. Cách làm dễ nhất chúng ta tách cái UL này thành hai cái UL. UL thứ nhất chứa bốn cái mục bên trên này. Ba mục bên trên. UL thứ hai là chứa bốn cái mục bên dưới. Đó, và chúng ta if và nếu mà đăng nhập rồi thì tôi hiện cái dưới này mà chưa đăng nhập tôi hiện cái trên. Mọi người hiểu không? Cách làm như thế thôi nha. Bây giờ để if else được thì chúng ta lại nhúng cái co vô thôi. Ok, có if, có chu, có for while nha mọi người, đừng quên cái này là không ổn đúng không? Rồi nha, chúng ta có hai menu đây, chúng ta đưa vào đây là gì? C2.if test kiểm tra cái gì? Nếu có user, nếu cái này là chưa có user nha mọi người. Empty session scope chấm user, tức là mình kiểm tra cái attribute user mà trong session chứ không phải là trong request cho mọi người. Có thể trong request cũng có một cái user nhưng mà không phải mình kiểm tra cái user đó. Cái này mình kiểm tra user trong session. Hả? Đó thì là như thế này thì hiện cái này ra. Ở đây mình để chu quen đi mọi người, chu quen đi. Chu quen ha. Bởi vì nó có hai trường hợp. C2 chấm chu. Đây, đây là một cái quen. Đây một cái quen. Rồi otherwise trường hợp còn lại ha. Đấy, nếu mà chưa đăng nhập thì hiện cái UL này. Chúng ta làm như thế này thôi. Trong trường hợp khác tức là đăng nhập rồi, hiểu không? Thì chúng ta hiện cái này. Rồi hết rồi đó. Viết trên đó. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta chạy xem thử nó hiện cái gì ra là biết cái gì. Rồi vô đây chưa đăng nhập vô cái này cũng được cái này. Hiện tại là nó chưa cho vô này đúng không? Login đi. Đó. Bây giờ chúng ta xem từ trong này nó hiện cái gì. Hiện cái này. Đây là chưa đăng nhập đúng không? Bây giờ tôi đăng nhập nha. Bây giờ đăng nhập xong rồi thì trong này nó đổi lại cái khác cái gì? Nó cũng giống như cái lúc này nữa. Ok, gắn mấy cái link của mình làm lúc nãy giờ mình gắn lên đây đi. Không là để nó. Account này. Login ha. Để bây giờ mình mới có cơ hội mình làm đầy đủ hết tất cả mọi cái này. Từ trước giờ mình cũng đã làm một cách lý thuyết thôi. Chứ còn khi làm thực tế thì cho dù kiểu gì thì cũng phải làm viết hết, viết sạch ha. Không có bỏ sót một cái gì hết á.
dễ hay khó cũng phải viết. Cái này là trên. Cái này là edit. Còn cái này là đơn hàng, này là cái đơn hàng của cái người này này, thì mình để là order xiệt list, là danh sách đơn hàng, danh sách đơn hàng của cái người này, người đăng nhập đó. Ok, thì đó là những cái, bây giờ mình có cái này rồi thì mình vô mình nhích click trên cái menu là nó đỡ hơn rất là nhiều. Đây nó có này, chúng ta có thể vào, chúng ta đăng nhập đăng ký rồi quên mật khẩu gì. Mặc dù mình nhìn thấy đây nhưng mà gõ vào đây nó có chạy được không, mọi người? Thế thì bảo mật cái gì, đúng không? Vậy chẳng có bảo mật gì cả. Ủa mình chưa ghi rồi ta? Có phải có ghi chứ? À có ghi rồi. chưa chết luôn á. Đó, chính vì lý do đó cho nên là mình phải làm interceptor là lý do đó. Thôi nó mò nó copy cái đường dẫn này, nó lưu ở đâu đó, ngày mai nó vô lại, ví dụ như vậy. Mọi người hiểu không? Cái này mình phải làm chặt, các phải làm ở server, không phải là làm ở cái này đâu, không phải là làm phía giao diện đâu. Hả? Bây giờ nó copy cái đường dẫn nó cắt, nó mai một vô nó gõ vô làm chạy à? Ok, thế thì chúng ta phải làm cái security ở cái mức 2. Bây giờ chúng ta sẽ bảo vệ cái gì, chúng ta sẽ định nó ra. Đây, cái này, bốn cái này là bắt buộc phải đăng nhập mới được sử dụng, đúng chưa? Thì chúng ta làm cái này thì trước đây mình đã học cái kỹ thuật về interceptor rồi. Cái này mình chỉ viết một cái ngắn gọn thôi, đúng không? Sau này mình có cái xe là cái dùng chung rồi nhá. Dùng chung này là để mà đưa cái category này lên cái mảng bên này này. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục viết cái thứ hai. Chép cái này ra. Thành cái author đi nha. Authorize. Ok. Đây, authorize đây. Authorize này thì nó là component. Chúng ta làm cái gì? Đây là phải pre nhá, pre handle, không phải là post handle mọi người nha. Security mà. Pre handle tức là trước khi đến action. À. Khi nào thì chúng ta cho đi, khi nào thì chúng ta chặn lại. Chúng ta phải viết ở đây. Này return true là cho đi nhá. Mà return false là chặn lại nhá. Đây bắt đầu chúng ta viết này. Kiểm tra xem trong session đã có user hay chưa. Có request đây, lấy session ra. Có session đó, chúng ta sẽ kiểm tra xem ha, lấy user ra. Cứ lấy đài đi, có không có thì tính sau ha. Bằng session get attribute user. Đó, lúc này mình đăng nhập mình đã ghi là user rồi nha. Bây giờ kiểm tra xem cái này có không. Nếu mà không có. Không có trong session thì chúng ta phải quay trở lại trang đăng nhập rồi nè, đúng không? Chắc chắn 100% là như thế. Mình có cái response đây này. Đây, response này. Send redirect. Chúng ta chuyển về cái account xuyệt login. Mà trước khi mà chúng ta chuyển về đăng nhập, chúng ta phải ghi nhận cái đường dẫn mà người ta cố tình truy xuất ở đây, để khi đăng nhập xong quay trở lại, đúng chưa? Đường dẫn cố tình truy xuất tức là request get request URI nhá. Request URI, mấy cái này URI URL cho nó loạn sừng ngầu đó mọi người ha. Và tôi cất nó vào trong session với một cái tên là back URL. Tên là back URL.
cất nó lại để làm gì, để khi mà đăng nhập xong còn biết chỗ để mà qua. Sau khi mà chuyển về trang đăng đăng nhập, tức là chặn lại không cho người ta đi nữa, return false, chặn nó lại không cho nó đi tiếp. Còn mình không return ở đây thì nó xuống đây nó true, nó lại tiếp tục đi tiếp nhá. Đó thì trường hợp này là mình để mình check. Bây giờ cái interceptor này dùng để chặn những cái gì mình phải cấu hình, đúng chưa? Đấy, nhớ nhá, nhớ từ từ cho mọi người nhá, chứ không là nó quên luôn ạ. À, đó, bây giờ đây chúng ta có add đây, chúng ta add vô đây, chúng ta add thêm cái nữa. Chúng ta add vào đây cái của mình ha, auto where authorize interceptor. Đưa cái author này xuống đây. Bây giờ chặn cái gì đây? Chặn tất cả những cái mình có, những một số cái này ha, cao có thể liệt kê ra cũng được nữa. Chain lock up edit và cái cuối cùng là order. Tất cả những cái trong order nó phải chặn những cái này, dùng cái này này để chặn những cái này, để kiểm soát những cái đường dẫn này. Vậy thì với cái cách làm như thế này, bây giờ chúng ta không thể nào vô được nữa. Với cách làm này này, bây giờ vô là nó đã ra, nó không cho vô đâu. Bây giờ nhá, cố tình vô chuyên nha, enter một cái, đấy nó đã sang đăng nhập, nó không bao giờ cho vào. Nhưng mà đăng nhập xong thì đi đâu? Bây giờ đăng nhập nhá, giờ nó đăng nhập xong nó vẫn nằm đây đúng không? Nó vẫn nằm trên cái trang đăng nhập này, nó chưa có quay trở lại gì. Modify lại cái đăng nhập một tí là xong thôi. Cái lúc chúng ta đăng nhập xong nó nằm ở chỗ nào? Đây, tạo cookie, cookie thì tạo xong rồi này, đúng chưa? Bây giờ chỗ này mới quay trở lại cái trường hợp cũ này ha. Quay lại trang được bảo vệ ha. À, nếu có nha, chỗ này phải là nếu có ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy cái back URL ra. Trong session ấy, get attribute back URL. Đó, bên kia mình đã đặt cái tên này rồi, qua đây mình lấy nó ra thôi. Đó. Và chúng ta kiểm tra xem có hay không nha. Nếu mà không, nếu mà có nha, nếu mà có khác luôn thì chúng ta sẽ trở lại cái trang đó, return này, redirect hai chấm cộng với chữ cái back URL này. Ở bên kia cái này là URI, mình quên mất mình để cái tên của nó là URI đó. Đó thế thôi. Nếu mà quay lại cái trang được bảo vệ, nếu có ở đây mình có cái if đây này. Nếu có, chứ không phải là lúc nào cũng quay về. Ví dụ tôi vô thẳng trang đăng nhập thì không có quay đi đâu cả, đúng mọi người. Mà tôi vô một cái trang khác thì bắt buộc phải quay về gì? Rồi. Thế thì chỗ này bây giờ chúng ta test thử coi nha, xem nó đúng không ạ. Tôi cố tình vào trang edit. Nó bắt đăng nhập, chúng ta đăng nhập rồi. Đây nó quay lại trang edit, thấy rõ ràng gì?
Ok, đó tức là cái phần liên quan đến phần security ở cái mặt trước. Một tí xíu nữa chúng ta vào, chúng ta giải lao xong chúng ta sẽ làm mấy cái đặt hàng nha mọi người. Ví dụ như vào đây, sau khi chọn cái này xong, vào đây này, thì mình sẽ kiểm tra chỗ này. Bây giờ tôi sẽ cho kiểm tra cái này luôn đi ha. Bấm đây một cái, thì nếu chưa đăng nhập thì nó bắt đăng nhập xong nó mới cho sang cái trang đặt hàng, còn không là nó không cho đặt hàng ha. Thì cái link này chúng ta lại mở cái link nó ra, chúng ta bổ sung thêm vô thôi. Link đó là link gì? Đó là card ha, view ha. Rồi đó là cái, đây không phải là cái button mà đây là cái thẻ A. Address bằng order checkout. Lúc này cái order này đã được bảo vệ rồi nhá, được bảo vệ rồi đó. Check out nha, mặc dù mình chưa có định, chưa có viết cái action đó nhưng mà mình vẫn chạy, nó vẫn bảo vệ đàng hoàng nha. Ok, bây giờ chúng ta bấm check out, chúng ta nhìn thấy nó đã về trang đăng nhập, đúng chưa? Nó về trang đăng nhập. Ok, thôi giải lao một tí đi, rồi chúng ta vô chúng ta làm tiếp. Rồi vừa rồi thì mình đã làm được tài khoản, sau đó mình sử dụng đăng nhập để mình bảo vệ những cái trang mà mang những cái thông tin riêng tư ha. Bây giờ đến cái lượt là chúng ta đến cái phần, quay trở lại phần đặt hàng. Phần đặt hàng thì khi mà người ta chọn hàng xong rồi á, người ta thấy hài lòng với những cái gì mà người ta chọn đây này, thì người ta bấm check out để mà đặt hàng, đúng không? Để đặt hàng hiện tại mình cũng đã làm security rồi, tức là nếu mà chưa đăng nhập á, thì bắt phải đăng nhập. Ví dụ tôi đăng nhập xong thì nó quay lại trang đặt hàng, đúng chưa? Thì khi về đây thì mình chưa có cái này, bây giờ mình làm thì hàng đặt hàng có nghĩa là chúng ta tạo hóa đơn. Thì lúc nãy tôi vừa show ra cho mọi người thấy rồi đó, đây là một cái hóa đơn đúng không? Thì mình có hàng hóa đơn, nó có hai phần. Cái phần bên trên là thông tin tổng thể, còn phần bên dưới là các cái mặt hàng trên cái hóa đơn đó. Thì mình đi đi siêu thị rồi gì, nó in ra một cái hóa đơn nó tương tự như thế này đó. Thế thì khi mà tạo hóa đơn có nghĩa là chúng ta phải insert một bảng ghi trong bảng order và insert n bảng ghi vào trong bảng order đi theo. Mà để làm được cái này á, thì cái này thì có trong giỏ hàng rồi, mình lấy mình insert vào đây thôi, cái này là order đi theo nha. Còn cái này á, thì chúng ta có một số thông tin thôi, ví dụ như cái này có này, cái này có này, cái này có này. Còn cái này với cái này bắt người ta nhập vô đúng không? Đúng chưa? Phải nhập vô. Ok, cái này là cái tổng số tiền trong giỏ hàng đó mọi người. Nếu mà không tính tiền tiền vận chuyển thì cái này là tổng số tiền trên mặt trên cái giỏ hàng đó. Đó. Rồi bây giờ thì để làm như vậy thì chúng ta sẽ làm cái trang check out và chúng ta tiến hành làm cái đặt hàng ha. Mình tạo ra một cái order controller. Ok, thì xuất phát ban đầu bây giờ nó cũng như thế này thôi. Cách tốt nhất thì chúng ta tạo một cái controller mẫu, sau đó mình copy ra thì là nhanh nhất. Order check out. Check out là đi ra đó, ra ngoài, đi ra ngoài. Thì cái này đầu tiên hết là mình làm cái get trước. Get là để mình hiện cái form ra cho người ta đặt hàng. Hiện cái form ra. Sau đó là cái post, là để mà khi người ta bấm vào cái nút đặt hàng á, thì mình xử lý cái đơn hàng, mình tạo đơn hàng. Nên là post. Thì mình sẽ dùng cái order để mình nhận cái thông tin trên cái form ha. Và nếu mà quay trở lại gặp lỗi gì mình hiện ra lại thì mình sẽ
dùng cái kỹ thuật model attribute. Order này. Rồi. Vô đây cái thì chúng ta làm cái gì nhá? Thế bây giờ mình thiết kế cái form này cho nó trực quan đã nhá. Form này cho nó trực quan đã. Tạo một cái thư mục. Một cái thư mục có tên là order. Rồi. Mình tạo một cái form cũng gần gần như register này. Tên là check out. Cái order ha. Cái model của mình á, mình đang đặt bên trong là order, mình để đây order luôn ha. Thế thì trên với cái form này chúng ta có này, cái này từ tăng nó cũng nói rồi ha, cái này là có khách hàng đúng không, cái này ngày, cái này là địa chỉ nhận, cái này là tổng số tiền, cái này là mô tả. Chúng ta có một số cái như vậy, cái này là khách hàng nha, khách hàng, nhưng mà nhưng mà mình chỉ nhập vào trong cái qua cái order, mình lấy cái customer. Trong order nó có liên kết với customer và mình sẽ lấy cái ID thôi. ID mình hiện đây. Rồi ngày đặt hàng. Gì nữa nhỉ? Địa chỉ, tổng số tiền. Shipping address. Rồi email. Cái này cũng có hình ha. Cuối cùng là description. Là mình, cái này là không phải là mô tả mà cái này gọi là ghi chú á. Nó thì mình sử dụng cái text area. Cho nó text area thì cho nó ba hàng đi nha. Rồi dưới này là cái nút, là nút đặt hàng ha. Ủa sao mất rồi? Cái gì vậy? Đây là cái nút đặt hàng. Tuy nhiên á, cái form này á, nó qua đây mình nhập cái này vô, nhập hết tất cả mọi thứ này vô. Nhưng mà cái form này mọi người nhớ nó có một cái để nó buộc lên này. Cái này không có upload hay mình bỏ cái này đi cho nó đỡ rối ha. Đó, không có upload, mình để vậy thôi. Rồi. Tiếp tục là cái phần một số cái thông tin mình hiện sẵn này. Customer này, hiện sẵn này. Order date. Hiện sẵn này. Tổng số tiền hiện sẵn này. Đó, tổng số tiền hiện sẵn này. Còn một cái nữa là cái ID ấy. Thì là cái mình, cái ID là cái mà tự tăng á, tự tăng thì mình thích thì mình hiện ra, không thích thì thôi, bởi vì nó là tự tăng mà. Ok rồi, vậy vậy thì tại chỗ này chúng ta phải đưa cái một số cái thông tin vô. Một số thông tin mặc định nhá, set date, set order date. Mình new new date, tức là lấy ngày hiện tại đặt vào trong cái sẵn trong cái form đó.
Rồi, lấy customer bỏ vô trong đây luôn. Set customer. Customer là cái user lấy từ session ra nha. Session thì muốn làm session chúng ta phải tiêm cái session vô. Đó, chúng ta bỏ vào đây. Cái này mình để là show form đi ha. Cái này là purchase. Ok, thì mình để vậy cho nó khác nhau, cho nó đỡ lỗi. Bởi vì cùng cái này này, nó lỗi này. À, bên này nếu mà đặt gặp lỗi gì á, chúng ta cũng phải thông báo lỗi nhé. Này là hiện sẵn ra cái này tổng số tiền trong giỏ hàng, lấy cái giỏ hàng ra. Các service mình viết rồi, nó nằm trong session rồi nhá. Mình set cái tổng số tiền vào đây. Set amount. Trong cái card này mình cũng đã viết cái hàm để lấy số tiền ra rồi. Đẩy nó vô. Vậy chỉ còn lại hai cái ô nhập mà người khách hàng phải nhập vô thôi. Còn hai ô thôi. Ok, bây giờ mình chạy thử để xem nó lên cái hiện cái form này ra như thế nào, sau viết cái chức năng purchase sau nha. Đấy, vô. Rồi check out. Bắt đăng nhập đúng không? Bây giờ chọn hàng đã. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 6 mặt hàng. Bây giờ bấm check out. Đăng nhập xong. Nó về lại check out nhưng mà bảo không có cái này là sao? Lúc này mình đặt tên gì vậy? Order check out. Ủa? Sao bảo không có nha. Nè, chưa biết à. Sai chữ như vậy trời. View order check out. Cái gì ta? Nó không lâu lâu nó bảo một cái lỗi mình phạt khung nữa. Đâu có gạch đâu. Cái này mà lúc này mình thêm cái này vô nó lỗi đúng rồi. Còn cái này bây giờ nó đúng rồi nè. Không, nó ra nó tìm thấy rồi. Nhưng mà sao cái file này, cái chữ này vì cái chữ nó bảo là khác nhau cái gì vậy ta? Hai chữ này giống nhau, chữ check out này cho nên cái giống nhau. Hả? Ủa?
kỳ nhỉ. Full name. Ủa sao có full name đâu ra đấy? Trời ơi trời. Nó có full name ở đây hả? Bay nhỉ. Order date. Address full name làm gì có. Ok, chắc là sai do cái đó. Ok đúng rồi đó mọi người. Bây giờ check out thì nó không bắt đăng nhập nữa, nó qua trực tiếp luôn này đúng không? Bây giờ nhận địa chỉ nhận hàng và ghi chủ thêm, xong bấm check out thôi là đặt hàng thôi. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta quyết định cái này, chúng ta hiện lại cái thông tin giỏ hàng trên này cho người ta, bên trên này này, chúng ta hiện lại thông tin giỏ hàng bên trên. Thì giỏ hàng của mình có đấy rồi, chúng ta chép nó qua thôi. Có cái bảng đây, chúng ta chép cái bảng này thôi xong. Hiện bên trên nha, phần check out. Rồi, không cho thay đổi một cái gì hết á. Nên cần có cái CRT. Đây số lượng không thay đổi được, hiển hiển thị thẳng ra tại chỗ này là chỗ để xem mà đặt hàng vẫn phải sửa. Để cái này vô đây. Mấy cái này không cần nữa. À, cái nút này nút xóa. Không có nút xóa nha. Không có sửa cái này được, nên bỏ đi, đơn giản thôi. Ok. Được đấy ạ. Đây, cái giỏ hàng bên trên này, dưới này là cái form đang đặt hàng. Đó. Thế thì sau khi mình nhập thông tin vào đây xong mình bấm cái thì nó đặt hàng gì đúng không? Thì bây giờ mình phải viết ở đây. Viết đây thôi. Mình xử lý nó thôi. Ok, bây giờ mình sẽ làm, mình có hai cái việc. Thứ nhất là lấy các cái có cái card đây, chúng ta tạo ra cái danh sách order detail nha. Card.get item. Đây chính là card mặt hàng trong giỏ này. Cái là card mặt hàng trong giỏ đây. Bây giờ gì? Chúng ta insert vào database ấy, là cái này là order detail chứ không phải product. Cái này phải product mà cái này là order detail. Như vậy cứ một product chúng ta sẽ chuyển nó về thành order detail. Đúng chưa? Order có trong tay rồi, bây giờ chúng ta cần phải tạo ra cái order detail gì? Cho nên chỗ này chúng ta mới tạo ra cái order detail đây này. Từ cái product này này, chúng ta sẽ tạo ra order detail như sau. List order detail.
Rồi bây giờ chúng ta duyệt qua các cái mặt hàng. Cứ mỗi mặt hàng này chúng ta sẽ tạo ra một cái order đi theo nha. Và chúng ta set các cái thông tin cho cái order đi theo này. Đó, bây giờ cái gì? Order. Order là cái này. Đúng chưa? Rồi product. Set product. Product là cái P đây. P đây. Đó, product. Tiếp tục set đơn giá. Đơn giá thì mình lấy đơn giá của cái sản phẩm ha. Hiện tại nó đang bán bao nhiêu thì chúng ta lấy, chúng ta bỏ vô trong order theo. Tiếp tục set số lượng quantity thì mình lấy cái số lượng mà người ta đã chọn. Giảm giá. Discount thì chúng ta cùng lấy cái discount từ cái product này. Số lượng giảm giá còn cái gì nữa không? Hết chưa? Xem nha. ID. Đúng rồi, hết rồi đó. Không còn gì nữa. Đủ rồi. Như vậy gì? Cứ một sản phẩm chúng ta sẽ tạo ra được một cái order detail, đúng chưa? Và chúng ta lấy cái order detail này, chúng ta bỏ vô trong cái list của order detail bên trên. Set. Add, xin lỗi, add. Detail. Add. Ok. Bây giờ khi mình có này, mình có order này. Mình có order detail này đúng không? Thì chúng ta mới gọi tới một cái đó là order.create. Và chúng ta đưa vào đây order và detail. Đó là để mình tạo cái hóa đơn, mình viết thêm một cái hàm. Tạo một cái ha. Đây là order, đây là order detail. Bây giờ tạo cái này thôi. Tạo trong cái này. Trên đây nó có cái cam hàm create rồi. Nhưng mà create thế này, mình tạo gì vậy kia? Trong cái DAO chứ sao lại tạo đấy? Tạo đấy là không được, cũng đúng. Trong cái DAO, không phải là tạo đây. 730 ha. AutoWare Order DAO. Đó, bây giờ từ cái DAO này mới tạo cái đơn hàng này. Tạo cái đơn hàng. Mình sẽ viết cái hàm này. Đấy, mình trên đây nó đã có cái hàm tạo rồi. Nhưng mà cái tạo này nó chỉ có cái order thôi, nó không có order detail, cho nên mình phải viết thêm cái nữa cho nó có order detail. Rồi, thì khi mình thêm cái này vào đây thì chúng ta biết rồi, nó sẽ lỗi cái implement đúng không? Ta phải viết cái implement. Rồi, bây giờ chúng ta tạo nó thôi. Chúng ta viết tương tự như cái này này. Mình có cái order đây, đưa vào đây. Lưu nó một cái. Xong rồi mình mới mới set vô. Order set, order detail, đưa cái detail vào đây. Tạo xong rồi trả cái đơn hàng về. Ok.
Ok, mình phải trả một cái đơn hàng vậy. Không cần trả được bởi vì nó có order bên ngoài không sao. Ok, vậy thì chúng ta chỉ xây nó xuống thôi nhá, xây nó xuống thôi, xây order đi theo. Còn mấy cái này nữa, biết xây này nó có xây hết vào cho mình không? Xây hết thì mình phải làm cái vòng lặp, mình xây từng cái order đi theo xuống nha. Set order đi theo, xây luôn. Ok, bây giờ thử cái đã hả? Thử đã. Rồi, có hết rồi đó. Nhưng mà nếu mà đặt hàng thành công xong thì làm gì nhỉ? Xóa giỏ hàng không? Xóa đấy chứ, đúng không? Chứ ai đặt rồi mà trong giỏ còn nữa. Xong rồi sổ ra tính tiền rồi còn trong giỏ còn hàng nữa là sao? Ok, bây giờ chạy lại cái đã. Xem đặt hàng nó có tạo ra được cái đơn hàng không đã, đúng không? Mua vài cái nó. Mua thêm hai cái đồng hồ nữa. Rồi, thay đổi số lượng. Check out. Rồi đăng nhập. Nhập xong vô đây. Chúng ta nhập vô đây địa chỉ ha. Dưới này là cần giao hàng đúng thời hạn. Ok, bấm purchase. Nó đặt hàng nhưng mà mình chưa có hiện cái thông báo gì ra cả, cho nên mình thấy ha. Bây giờ mình thử, mình select ở đây đã. Cái đơn hàng mình là mã từ tăng, cho nên mình xem cái mặt hàng cuối cùng á. Đây, nó đây này. Chúng ta select cái đơn hàng này. Mặt hàng kia vô đúng không? Nó chỉ vô cái phần order thôi, order đi theo không có vô gì. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta lại phải phải làm cái chỗ này. Đây, ok, chỗ này mình chưa có add, mình chưa có xây cái order detail cho nên nó không có vô này. Thế mọi người thấy không? Rồi, làm cái vòng lặp vượt qua thôi. Đầu tiên hết là xây cái order trước ha. Sau đó chúng ta dùng cái vòng lặp for order detail. Cứ mỗi cái order về chúng ta lại phải đẩy vào database. Đó, như vậy là nó xây cái này xong, sau đấy nó xây mấy cái này xuống. Đó. Giờ mình sẽ chạy lại thôi. Lấy nhiều nhiều lên để mình phát hiện ra cho nó dễ nhé. Đây có 7 mặt hàng nhé. Cái đầu tiên đặt là 4 cái. Ok. Nhập vô. Hàng này vô đi. Bây giờ mình select lại, mình coi lại thôi. Đó, vô rồi đó. Chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng là nó vô rồi. Đúng chưa? Vậy cái đơn hàng mình được tạo ra đôi gì đúng không? Đây. Nó là như thế này rồi, nó vô đây, nó xuống đây, mình thấy cái đơn hàng của mình là mình vừa đặt 7 mặt hàng, nó nhìn thấy rõ đấy. Rồi gì? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái trang là order list, tức là sau khi người ta đăng nhập rồi, người ta có thể xem lại các cái mặt hàng của người ta, các cái đơn hàng người ta đặt, đúng chưa? Rồi còn cái này khi đặt xong á thì nó cũng chuyển qua cái trang này luôn. Thì cái này mình để là sau khi đặt hàng thành công thì chúng ta redirect sang cái order list. Rồi,
sang cái order list ha. Bây giờ cái order list này chỉ việc là đi thu gom những cái đơn hàng của cái người đăng nhập này này và hiện ra. Cái order list này chúng ta tạo ra một cái order list. Theo order list em muốn lấy được những cái đơn hàng đó thì tôi phải biết khách hàng là gì đã, đúng không? Khách hàng là gì thì mình lấy từ session ra, nó giống như bên trên này này. Đây, lấy khách hàng ra. Người đăng nhập á. Lấy thông tin của người đăng nhập ra. Từ đây chúng ta sẽ có được cái user ID gì? Thì chúng ta mới vào trong cái DAO là của cái order á. Chúng ta gọi một cái hàm là file by user. Và chúng ta đưa cái order vào đây. À xin lỗi, đưa user vô. Chúng ta sẽ có được cái list order. Cái hàm này chưa có, mình viết thôi. Sau khi tìm cái này xong, đặt nó vào trong model, chuyển sang giao diện để mà hiện ra. Rồi. Bây giờ mình tạo cái này đã. Mọi tính sau ha. Mấy các tính sau. Đây, đưa user vô rồi có được cái list order của cái user này. Lưu cái này lại, dưới này chắc chắn bị lỗi đúng không? Rồi, add cái phương thức này vào. Phương thức này nó giống như là file on đó. Chúng ta đi kiếm cái file on đó. Đây, nó này, chép này xuống. Nhưng ở đây có điều kiện ha, có điều kiện. Điện họ where o.user.id bằng i.uid. Đó, chúng ta đưa cái UID này vào đây. Set parameter UID và lấy cái ID của cái này đẩy vào cái chỗ đó ha. Sau đó cùng list bình thường như vậy. Đây là cái hàm đó là như thế đó. Đó, khi có cái này rồi lấy ra được cái list thì chúng ta hiện nó ra được thôi, dễ. Cái này trường hợp này dễ thôi. Bây giờ ra ngoài cái giao diện ở đây chúng ta có được cái này. Cái này phải list, cái này là order mọi người nhá, này order ha. Ok, mình tạo cái list này ra và mình hiển thị danh sách cái order đây. List kiếm cái nào chép qua cho nó nhanh. À có cái giỏ hàng đây, ok. Đây là order list. Đây order list ha. Thì ở đây chúng ta sẽ hiển thị này mã đơn hàng này. À, khách hàng thì không cần bởi vì khách hàng hiện tại rồi. À, ngày đặt này, đúng không? À, địa chỉ nhận và tổng số tiền ba cái đó được rồi. Bây giờ duyệt qua chỗ này ấy, chỗ cái này là cái order đó. Rồi order là ô, đây tôi để là OID, đây là
o.order date. Chỗ này là address. O.address. Này là o.amount. Rồi. Thì bên cạnh á, chúng ta có một cái liên kết để nhấp vào chúng ta chuyển sang cái chi tiết đơn hàng. Đây có cái button đây, nó không phải button remove ha. Này mình để là all là detail đi ha. Detail. À, chúng ta có một cái liên kết khi nhấp vô thì nó sẽ gọi tới cái địa chỉ này và nó truyền cái order ID vô để cho nó đọc, nó hiện cái chi tiết lại cái đơn hàng mà trước đây người ta đặt như thế nào thì bây giờ nó phải hiện ra lại. Bây giờ mình vô cái order detail này xem thế nào đã ha, xem nó hiện ra được chưa đã. Đây, chúng ta vào cái đăng nhập đã. Rồi chúng ta vào cái đơn hàng order list order from order ID. Không phải user, chỗ này là gì mọi người? Cái đó chắc chắn phải user đó. Đây là gì? Phải nhớ cái entity nha, cái này là Hibernate á, nhưng không phải là gì hết á, nó là Hibernate. À, chúng ta kết hợp với các thực thể gì, chúng ta phải làm cái đó ha. Order list, không vô được, check vào đây. Chúng ta nhìn thấy này, có hai cái đơn hàng lúc này của mình đây này. Vừa đặt này có một cái không có. À, cái này nên order by những cái nào mới nó cho nó lên trên nha. Chúng ta nên order by nó lại. Order by cái o.order date. Nhưng mà giảm dần ha. Để cho nó cái nào mới nó nằm lên trên, mình người ta thấy ha, người ta thấy được. Để vô đăng nhập thôi. Đăng nhập mình xem này. Rồi, ok. Đây là số hiệu đơn hàng ha. Cái này là ngày đặt hàng nhé. Cái này là địa chỉ nhận hàng nhé. Còn cái người đặt là cái người hiện tại đang đăng nhập này rồi. Hiểu không? Người đặt hàng là người đang đăng nhập này này. Vào đây thì mình bấm chi tiết thì mình có thể xem chi tiết của cái đơn hàng. Đó, anh nhìn xem. Thì chúng ta viết thêm cái order detail nữa thì nó sẽ ra được cái đơn hàng, ngay chi tiết đơn hàng. Controller đây đúng không? Ok, viết cái order detail thôi. Detail xuyệt ID. Đó. Chúng ta sẽ nhận cái ID vô đây. Nhận cái ID vô đây. Có cái ID đây rồi, chúng ta vào trong cơ sở dữ liệu, chúng ta lôi cái đơn hàng lên. File by ID. Chúng ta lôi ra được cái đơn hàng. Đây là một đơn hàng thôi. Sau đó chúng ta chuyển sang cái giao diện detail
để chúng ta hiện nó ra. Đó thì có cái đơn hàng đây rồi, chúng ta lấy nhé. Có cái user này không cần. Không cần user này. Trong trường hợp này chúng ta không cần đâu. Thế thì ở đây mình tạo thêm một cái chi tiết thì nó giống giống cái check out vậy đó. Detail. Rồi. Thì cái detail này ấy, tôi đảo ngược lại một tí. Cái giỏ hàng, đây không phải giỏ hàng nữa, này là chi tiết đơn hàng chứ không phải là giỏ hàng nha. Giờ mình phải làm lại cái này một tí ha. Đây cái đơn hàng á, order information ha. Bên này không có message gì cả, chỗ này là hiện thôi. Cái, ok, để trong cái form này cũng được, không sao đấy, có cái order ha. Xong hiện cái ID, hiện cái khách hàng ra đây, hiện ngay ra đây ha. Từ từ, hiện order hiện đây, hiện địa chỉ, hiện chi tiết. À, không còn nút purchase. Nên là không cho đặt hàng. Tất cả những field ở đây đều là read only, không có cái nào là không read only. Mà thêm một cái nữa, đó là cái order ID. Cái read only hết. Các thông tin ở đây là chỉ đọc thôi, không cho phép sửa một cái gì. Này xem mà. Ok, tổng số tiền, cái này là ghi chú. Bên dưới này là chi tiết đơn hàng. Dưới này là chi tiết đơn hàng. Chi tiết đơn hàng thì chúng ta lại hiện ra lại những cái thông tin giống như thế này. Nhưng ở đây phải lấy từ giỏ hàng ra. Mà cái này là lấy từ cái chi tiết đơn hàng. Chi tiết, đúng không? Đây mình để là detail. Bây giờ detail mình phải tạo ra nha. Đây ha. Bây giờ detail này lấy đâu ra? Chúng ta quay ngược trở lại đây. Chúng ta thấy có cái đơn hàng đây rồi, đúng không? Mình sẽ lấy tiếp một cái order detail của nó. List order detail. DAO.file, à xin lỗi, chỗ này là phải có là DDAO. .file, file by order. File by order. DDAO là cái detail DAO nha mọi người. Detail. Đó, bây giờ nó dính cái hàm này chưa có, thì viết cái hàm này thôi. Đó là chúng ta đang đi tìm các chi tiết đơn hàng của cái đơn hàng đó. Ha? Chúng ta đi tìm cái hàm này thôi, viết cái hàm này thôi. Đấy, hàm ở đây. Chúng ta lưu. Đấy, dẫn tới mình phải viết trong cái implement. Rồi. Cái này nó giống như file on thôi. Cứ chép cái này ra, cái này là thành cái gốc coi, đúng không? Chép này ra. Đấy, cái câu lệnh này là tìm, nó lấy tất cả đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta đâu có lấy tất cả. Where d.order detail.id. À xin lỗi. Order detail.order.id bằng OID. .oid. Đây là đi tìm ra những chi tiết đơn hàng của cái đơn hàng này thôi. Cho nên mình viết như vậy. Ok, có câu lệnh này rồi thì đưa xuống đây select và chúng ta sẽ chỉ việc set cái tham số cho nó.
set parameter ở đây là OID, đưa cái ID của cái order này vô. Get ID. Chúng ta sẽ lấy ra được cái order đi theo, list order đi theo đây. Ngon rồi, đúng không? Tương tự như lúc nãy khách hàng thôi. Khi có được cái đó rồi thì cái chỗ này nó hết lỗi rồi, và chúng ta chuyển cái này qua giao diện. Thấy chưa? Chúng ta có cái này. Có cái order này. Có cái order detail này. Đúng chưa? Có cái order này, có order detail này. Thì khi mình có hai cái này rồi. Có hai cái này rồi thì qua bên này giao diện chúng ta chỉ việc là hiện nó ra thôi. Lúc này là mình đây có detail lấy hiện nó ra. Đây là D nha. Bây giờ D chấm product chấm ID, tức là lấy mã của cái sản phẩm ha. Rồi D chấm product chấm name thông qua order detail nha, lần đến cái order nhá, à là product nhá. Nhìn đây này, cho mọi người lập trình mà quên cái sơ đồ này là không có được đâu, lúc nào phải giữ lúc nào vậy đó, lúc nào giữ hết đó. Đây mình có cái này đây, mình qua product đây để mình lấy cái tên này, thấy nhá. Thế bởi vì mình đã mô tả bên trong rồi. Đây này, order detail này, product này, name này. Còn cái này thì không được lấy cái giá bên trong bảng sản phẩm. Bởi vì cái này sao? Giá trong cái bảng sản phẩm nó là cái giá hiện tại. Còn cái giá trong order detail là cái giá mà người ta bán tại cái thời điểm người ta bán. Cho nên chỗ này vẫn phải lấy lấy từ order detail thôi. Đây lấy từ order detail. Đó, tất cả những thứ này lấy từ order detail ra. Còn riêng cái thông tin này, mã sản phẩm này, tên sản phẩm này thì chúng ta phải lấy từ cái bảng product nó mới ra được. Ok, đây là order detail ha. Bây giờ chúng ta chạy lại xem thử có hiện ra được không đã. Nó đang lỗi gì đấy trời. Đây chúng ta nhìn xem thông tin của cái đơn hàng bên trên, đây thông tin chung. Còn dưới này là các cái mặt hàng của cái đơn hàng đó. Hiện tại nó chưa có, mình vô cái nó có ha. Mình chọn cái. Đây. Đây mình. Đó này. Đây là cái đơn hàng mà người ta đặt xong rồi, thông tin của chung bên trên. Còn dưới này là chi tiết các cái đơn hàng. Đó, chi tiết đơn hàng. Ok, thì đến khi mà chúng ta đặt được đơn hàng rồi thì trong này hoàn toàn chúng ta, ví dụ từ trước giờ tôi mua được mấy cái đơn hàng đây, tôi mua hai cái. Bây giờ hỏi trong số những cái đơn hàng đó tôi đã mua những mặt hàng nào, thì thông thường là người ta phải vô từng cái như này, người ta lục xem được những mặt hàng nào gì, đúng không? Nhưng mà tôi cũng muốn bổ sung vào đây một cái link nữa là xem những mặt hàng đã mua. Thông thường thì khi mà mình đi mua lẻ thì cũng nói, nhưng mà mua sỉ thì người ta hay mua đi mua lại cái mặt hàng nào đó. Mọi người hiểu ý tôi nói không? Và như vậy thì đừng có bắt người ta vô trong này, người ta đi tìm, đi search rồi gì đó người ta đặt lại. Mà mình phải có đem một cái link cho người ta. Người ta click vào đây thì nó hiện lại những cái mặt hàng của người ta ra. Và người ta có thể đặt hàng lại, đặt hàng lại cái mặt hàng đó. Đó. Thì ở đây mình thêm vào đây một cái link nữa nha. Đây là order item nha. Mở cái menu ra. Đây, cái đơn hàng, bên cạnh đơn hàng này mình có thêm một cái nữa. Order item. Tức là các cái mặt hàng mà người ta đã mua, nó nằm trên đơn hàng ấy. Hả? Rồi, khi click vào đấy thì chúng ta bên cái này mình phải thêm một cái vô rồi, chắc chắn luôn rồi. Order item.
Đó. Bây giờ ở đây thì phải cần user, phải biết user nào, xong rồi trên cái user đó bắt đầu mình đi lục, đi lục. Thì đây là mình sẽ có một cái là order item, thì mình sẽ đi tìm ra nó ra cái gì mọi người, ra cái product đúng không? À xin lỗi, đúng rồi, ra product đúng rồi, tìm ra các sản phẩm mà đúng không? Và chỗ này thì đi tìm trong cái order, file item. File item không phải trên order mà by user. Đấy. Và đưa user vào đây. Thì có cái này rồi, chúng ta chuyển cái này qua giao diện để hiện ra giao diện là giao diện gì nhá, giao diện gì nhá. Giao diện ở đây là giao diện của anh chàng product list, tức là dùng lại cái giao diện của product list, dùng lại cái giao diện của product list. Bây giờ nhá, chúng ta đi lấy cái user này ra. User lúc nãy đây rồi, user đây. Đây là cái user đăng nhập đúng chưa? Đưa cái user đăng nhập vô cái hàm này để lấy ra các cái sản phẩm của cái user này đã mua. Rồi bây giờ viết cái hàm này thôi. Đây là list product ha. Rồi, lỗi gì? Thằng nào lỗi? Đây. Rồi, bây giờ viết sao đây? Chép cái này xuống. Sửa lại. Nhưng mà cái này nhớ nó trả về là order nhá. Của mình là trả về product ha. Bây giờ viết như thế nào? Rồi, đây, bây giờ tôi from order đi theo. Đó, tôi xuất phát từ order đi theo nha. D where này. Order đi theo này. Chấm này, order này, chấm này, customer này, chấm customer ID bằng UID này, thấy chưa? Rồi sẽ đến là cái này không không cần order by cũng được, không sao, bởi vì mình lấy sản phẩm mình không cần order by cái này. Rồi con select lên trước, select D chấm product, tôi lấy sản phẩm, tôi không đi lấy detail. Thì cái này chắc chắn 100% nó sẽ ra list, list product. Bởi vì mình select product thì nó phải ra list product, chứ nó ra cái gì? Đúng chưa? Rồi từ từ. Nhưng mà những cái sản phẩm mà mình select như này, những sản phẩm mà mình mua đi mua lại nhiều lần á, thì nó sẽ xuất hiện nhiều lần trong cái list này. Vì vậy, để loại những cái sản phẩm mà mình mua nhiều lần ra, mình chỉ cho xuất hiện một lần thôi. Thì chúng ta dùng cái gì? Không ngoài group listing. Listing. Đấy, tôi viết lại, tách nó xuống thành hai hàng, ba hàng cho nó rõ ràng. À, như vậy ở đây chúng ta cũng chỉ có một tham số duy nhất là user ID. Nhưng câu lệnh này là câu lệnh select sản phẩm mọi người nha, sản phẩm của cái user ID này. Đó, thì mình đưa ID vào vào chỗ này mình sẽ có được product ID. Rồi, thì đó chính là cái mà chúng ta cần viết ha, cần viết. Đây có lỗi gì đấy nữa, hết rồi đúng không? Rồi bây giờ mình chạy thử xem nó ra cái gì thôi.
mình có thể xem đây là các cái mặt hàng mà của cái người này mua thôi. Lúc này mình mới mua có 7 cái thôi gì đúng không? Ok, bây giờ tôi sẽ đi mua tiếp. Menu này là mình đang gõ nó sai sai cái chữ order đi theo. Gõ sai sai cái chữ này. Hàng đã mua nha. Bây giờ tôi vô tôi đặt thêm một số cái đơn hàng nữa, nó tập trung lại hết rồi đó. Đây nó đang có. Bây giờ tôi sẽ đi mua. Tôi mua thêm một cái đồng hồ, mua một cái máy ảnh nữa. Rồi tôi lại mua tiếp cái nước hoa. Tôi mua tiếp thêm chai nước hoa này nữa. Bây giờ tôi mua thêm ba mặt hàng này. Bây giờ tôi check out ha. Ok. Và tôi gửi qua bà Huyền liên quan. Đây, bây giờ tôi có ba đơn hàng đúng chưa? À, có ba đơn hàng. Vậy cái đơn hàng mà mình mới mua đây nó có ba mặt hàng đấy gì? Rồi, chúng ta xem thử các mặt hàng đã mua thì nó bao gồm những cái nào. Đây mọi người thấy này, chai nước hoa này lúc này trước đây mình mua rồi, bây giờ mua lại nó chỉ xuất hiện có một lần thôi này, thấy chưa? Còn mình có distinct á, thì cái này nó xuất hiện hai lần, mua bao nhiêu lần thì nó xuất hiện bấy nhiêu lần ở đây, bởi vì nó nằm trên nhiều cái đơn hàng khác nhau mà, mọi người hiểu không? Cho nên là chúng ta phải tách ra như vậy, và khi mà có được cái này rồi người ta vẫn có thể mua lại bình thường, mua lại. Như vậy thì mình tạo cho người ta một cái ra để cho khi mà người ta đi đi mua sỉ á, thì người ta thông thường người ta vô người ta hay đặt đi đặt lại một cái mặt hàng nào đó nhiều lần, hay nhiều lần. Ok, thì đó là cái việc đặt hàng nhé, khá ổn rồi đấy. Cái website mình nó chạy hết từ đầu đến đuôi rồi đó. Bây giờ còn lại một số cái chức năng lặt vặt ha.